Giới thiệu với anh em một chiếc xe dòng SUV rất là đẳng cấp của Toyota anh em nhé. Toyota Land Cruiser phiên bản VX động cơ V8 anh em nhé, 4.6 lít. Chiếc xe này sản xuất 2017 nhé, màu vàng cát, nội thất đen, nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Màu rất là đẹp, màu này da nắng là cực kỳ đẹp anh em nhé. Toyota Land Cruiser VX V8 sản xuất 2017, đi 3 vạn km 9 anh em nhé. Cục đèn của nó rất là đẹp luôn, đèn bi đôi luôn, có led ban ngày luôn. Cụm la răng của nó là đa chấu anh em nhé. Dàn lốp mới đi có 3 vạn nên nhìn có rất là mới. Xe căng đét luôn anh em nhé. Màu này rất là đẹp. Màu này nhìn nó rất là sang luôn anh em ạ, mà rất là sạch, không như màu đen. Màu đen 2017, cái cụm đèn tất cả các cái thứ thì nó nhìn nó hơi khác một chút. Option bên trong xe nhìn nó cũng nét hơn. Phiên bản VX Land Cruiser V8. Ta xem qua nội thất của xe nhé. Nội thất xe là vô lăng ốp gỗ anh em nhé. Rất là nhiều option an toàn trang bị trên xe. Lăn bánh 30.000 km. Màn Android tất cả các thứ là trang bị đầy đủ hết rồi. Rất là xịn sò luôn. Nội thất rất là mới luôn. Trang bị thêm cả 2 màn hình gối nữa. Cửa gió điều hòa điều chỉnh chủ động luôn. Đi Land Cruiser là hết bài luôn anh em nhá. Thực sự rất là rộng rãi. Chiếc xe này mình đang chào bán là 3.599.000 đồng nhá. Giá có thương lượng một chút. Anh em nào quan tâm thì qua Thành Long Auto xem xe nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhá. Hẹn anh em ở những chiếc xe sơ lướt khác nhá.